ăn này anh ơi. Đó, cái mũi đóng. Trước khi cái đó giờ mày mày ấy đi. Trước khi người ta muốn cho khách coi thì tao phải đợi làm. Khách cái đây nè. Không có sáng nào ăn sáng gì vậy chứ. Chạy đều nó lên trên. Chuẩn bị đóng cho anh đó. Em đang chuẩn bị đóng cua cho anh Hương ơi. Đó. Khỏi 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 đấy kìa. Mình mạnh đại đi. Nhìn ra cho nó chạy. Đó. Tại nó có nước nhiều quá. Chắc khô nước chút rồi chạy cuộn cuộn luôn. Đây. Quanh nhiều đó. Đây dưa một quá anh. Dưa một nha anh em. Nhiều lắm ạ. À. Đây cũng đang chuẩn bị giao nữa nè. Dưa một. Kênh này nhiêu con? 500 phải không? 500 con anh. Kênh gì 500 con nè? 500 con. Màu dưa một tốt quá nè anh em ơi. Quá trời đều băng luôn rồi. Anh cầm cái này em đi. Mắc ghé gì đây ra mùi thịt. Dâu là giờ lấy mà. Ngày nào cũng dâu. Ngày nào cũng dâu. Có nhiều lắm ạ. À. Này mấy chục? Đâu 4 mấy ngàn. 4 mấy ngàn con này nè. Này cũng chuẩn bị đi vào. Thì dưa một. Đóng lên bán được. Này có đâu mua nhiều mà lấy gì. Cua mít nghe anh em. Này là con me nghe anh em. Này mới biển nha. Mày biển nha. Đó. Phải lấy lá mắm này, che chở lại cho nó chạy ra ngoài hết. Rồi. Giờ cho anh em con mít nha. Này mít nha anh em. Này mít. Đó, mít này là mình đang đóng đi giao cho khách nha anh em. Này con mít. Mít này mình giao cho khách nè. Dữ lắm nha anh em nói. Rồi ba anh em nha. À, em đang chuẩn bị đóng cua cho anh Hương ơi. Đó. Khỏi 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 đấy kìa. Mình mạnh đại đi. Nhìn nghe tay cho nó chạy. Đó. Tại nó có nước nhiều quá. Chắc khô nước chút rồi chạy cuộn cuộn luôn. Đây. Quanh nhiều đó. Này cua dưa gia đình. Này dưa ba nha anh em. Đang cho cô uống đi, uống nước đặng đóng đi nha. Dưa ba. Đang đóng cua đi nha gia đình. Đang cho cô uống nước đặng đóng đi. Này cua dưa ba. Cua tiêu. Này, cua tiêu. Mẹ mày coi giùm coi mấy giờ rồi. Dưa ba nha gia đình đang nóng cho khách.